mang đang dở nhà của dân. Công an đang dỡ nhà cho dân tại Ngô Thị Nhậm, số 1 Ngô Thị Nhậm, tại Ban Tiếp dân Trung ương. Đáng mà chỉ đạo đi ăn cướp đất nhà của dân. Bây giờ đáng chỉ đạo công an tao dỡ dân ta túc để đòi công lý tại của Ban Tiếp dân Ngô Thị Nhậm Trung ương. Bây giờ chỉ đạo Ban Tiếp dân Trung ương chỉ đạo công an đã đàn áp dân chúng tôi. Đấy. Đây là toàn bộ công an. Đây anh chị em thấy bẻ ra mà. Nó gian ác, bắt đầu là vô Ban Tiếp dân Trung ương cái này nó kính gói cho bà. Nó kính gói cho bà. Bà bơi bà A, bà bơi bà sơ vậy. Cuối cùng rồi là nó nói là vô nữa không chịu. Tại sao không kính gói về Ban tỉnh hay là vạch quyện hay là vạch tỉnh, mà nó kính gói cho bà A bà bơi rồi. Chúng tôi là không ai giải quyết. Chúng tôi vô nữa là bảo vệ nó cản ngăn, nó không cho đánh đập dân, nó không cho dân chúng tôi vô trở lại nữa. Nó quy định là 45 ngày sau mới được vô nữa. Như vậy là chúng tôi đi đâu, về đâu đây? Không giải quyết mà còn đàn áp. Như vậy là chúng tôi về đâu? Đấy, Ngô Thị Nhậm bây giờ nó đang áp toàn bộ là công an.
toàn bộ là công an ra đàn áp dân, giữa nhà dân toàn bộ là chính quyền cướp đất cướp nhà dân quan chúng tôi, mà toàn bộ bây giờ cái đảng chỉ đạo công an ra đàn áp nhân dân chúng tôi, giữa nhà nhân dân chúng tôi. Dân chúng ta còn có nhân quyền hay không? Ở nhà thì chính tất cả mất hết, tất nhà cũng mất, tất cả không có cái gì hết. Toàn bộ nhân dân chúng tôi là không có cái những gì hết hiện tại hết. Ở nhà thì chính quyền các cấp kết hợp với công an cưỡng chế thu hồi đất dân trái luật, tàn phá nhà cửa đất đai của dân, cướp bóc hết. Ta đến đây thì đi kiện kéo dài tiền hết, lấy đâu ra mà tiền mà thuê nhà trọ? Đã phải nằm cái kiếp coi là vỉa hè xóa chợ như là không phải là kiếp con người nữa rồi, mà lại còn tàn phá nữa, thì hỏi rằng là nhân dân chúng ta nhân quyền ở đâu, chúng ta ở đâu mà chúng ta không phải ra ra được? Đấy, nhân dân chúng tôi dạy đòi hỏi phải có tự do, có quyền của người. Đang đi theo đảng nào mà chúng tôi khổ thế này? Nhân dân chúng tôi đang đi theo đảng nào mà chúng tôi khổ như thế này? Đó. Không có tiền nữa, không ở nào, không ở vỉa hè, không nào bạt thì ở đâu? Phải có cái nhân quyền chúng tôi mới được sống, không có nhân quyền chúng tôi là tất cả nha. Không có quyền con người nữa đâu. Đây. Lời đầu Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định ra đây, đôi chân cho dân chúng tôi, ra đất ra nhà dân chúng tôi đây, đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này, để công an đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này. Bữa tôi bữa nọ chính quyền tỉnh Quảng Ninh ra đây mà xem, rồi chúng tôi cũng phải làm như thế này thôi. Người dân chúng tôi quá đau khổ vì bọn tà quyền ác đạo tham nhũng cướp ra đến trung ương, giàu đến cổ, sự khó khăn đau khổ này nữa. Mẹ, ở đâu mà cầm nữa? Người dân chúng tôi. Bây giờ đây tôi hỏi công an nhân dân hay là công an của đảng? Công an của nhân dân hay là công an của đảng? Đang trèo lên mà mở từng tấm bạc của nhân dân. Có đâu mà tạc các tỉnh ra đây, có đi ăn cướp mà chúng tôi phải đi lại đây. Chúng tôi đi chống tham nhũng, dành tiền tham nhũng, bắt tham nhũng mà không bắt. Đây là sự chỉ đạo của đảng đây, sự chỉ đạo của đảng. Tại sao họp quốc hội, họp quốc hội mà không giải quyết? Bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay dân chúng tôi được khổ sở như thế này mà họp quốc hội làm chi? Mỗi khi họp quốc hội để đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này. Đúng rồi, họp nắm để làm gì? Họp không vì dân vì nước để làm gì? Họp mà để dân mình khổ như này à? Họp quốc hội mà để nhân dân như thế này, họp quốc hội làm chi? Dân chúng tôi làm ra sản phẩm để nuôi cả một hệ thống công quyền, mà bây giờ đẩy dân vào con đường bằng như thế này, lấy ai ra để làm ra sản phẩm để nuôi công các bà? Hả? Công các bà ác vừa thôi. Đấy, lực lượng công an bảo vệ leo lên nhà dân để đá đeo đá nhau. Đá đâu?
Đấy, dỡ chừng cái miếng liều. Dỡ hết. Các bà hợp pháp hội thì hợp pháp hội, người dân qua chúng tôi đâu có mắc mới gì. Mà chính quyền địa phương lại bảo rằng phải tháo dỡ. Khi hợp pháp hội tháo tháo, chiều dựng lên ra là ở. Người dân qua chúng tôi đâu có mắc mới gì. Cán bộ họp thì họp, còn dân chúng tôi tại sao không giải quyết? Toàn bộ là cái lũ cướp ngày hết. Đã được công an phá nhà dân.
chính đó là chính quyền địa phương đưa lực lượng công an đã đàn áp dân vâng đi tố cáo tổng quan thân ấn vào chỗ này ấn bà con ấn vào chỗ này tách ông này ra nhân dân chúng tôi là nhân dân chúng tôi mất đất mất nhà mất quyền tự do nhân dân chúng tôi đã ra trung ương để ta tốt trên quyền ra đất ra nhà nhân dân chúng tôi tại sao đưa công an để đàn áp nhân dân chúng tôi tại sao đưa công an đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này nhân dân chúng tôi qua khổ rồi đã đang anh mày ơi đang ngăn cướp nhân dân chúng tôi đang đàn mày mà đánh tao là tao đánh đấy. Nếu như người ta không mất tà bạt tiếp, mất tà nằm, không cho giữa đường thì mất tà. Nhân dân chúng tôi đang ở Ngô Thị Nhâm ban tiếp dân trung ương, ban tiếp dân trung ương chỉ đạo các ban đã đàn áp nhân dân chúng tôi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lượng công an đã đàn áp nhân dân chúng tôi. Chỗ này là Ngô Thị Nhậm, chỗ ban tiếp dân trung ương. Ban tiếp dân trung ương này là ban tiếp dân bao chi tham nhũng. Ông Nguyễn Hồng Điệp trưởng ban tiếp dân trung ương bao chi tham nhũng. Các tỉnh hết, các tỉnh thành 63 tỉnh thành là toàn bộ. Ông Nguyễn Hồng Điệp là bao chi hả? Toàn bộ là công an, qua đảng cầm sáng cho công an là đàn áp nhân dân chúng tôi đây. Toàn bộ là công an qua đuôi nát hiền của dịch, đàn áp nhân dân chúng tôi ở vỉa hè đây. Đang công an hiền quân giặc ác
Xem là đưa đi đâu? Em đưa đi đâu? Bây giờ ở ngoài nắng phải ngồi đây thôi. Ngồi đây. Ngồi đây. Bọn chúng nó không thương hại người dân chúng ta đâu. Nó giết được thì nó giết, nó hại được thì nó hại. Nó đâu phải dân sống cái nồi dân dân tộc chúng ta đâu. Dân tộc chúng ta không có như thế này đâu. Đây là nó khác máu khác dòng. Hại ai được nó hại, nó đỡ ai đó nó muốn đỡ. Khi nó muốn giết ai nó giết, thì nó đi ra nó giết. Nó thích nó đỡ là nó đỡ. Cái chế độ nó qua thui nát rồi, nó không có gì hết. Nó không có gì như nhân dân. Nó không có gì tất cả hết mọi người hết. Anh hả, gia đình chúng tôi quá hạt rồi. Ở địa phương thì có. Ra đây trung ương thì bao che. Như vậy còn gì để sống nữa không trời. Để gia đình nhà tôi như vậy lại mất đất mất nhà. Bây
giờ ra ra như về trung ương đời. Sẽ là loạn này, Việt Nam loạn này. Tôi tạm dừng, tôi tắt máy, tôi qua bên kia đường.
bọn nó đang dìm bắt người nữa đây mà chưa biết không biết bắt cái người nào. Bọn nó đang đứng chuẩn bị bắt. Bắt người nữa. Lúc này nó bắt một người phải không? Nó bắt một người, bắt cái ông Ngọc ở Ninh Bình. Giờ nó quay cái video đó là thứ nó có bằng chứng nào nữa, nó bắt người những người nào nữa. Cái dao người ta chế cuối từ đó ta nấu cơm. Cái bọn giờ nó quá hiện với giặc, nó ác với dân này. Chứ nó phối hợp công an Ninh Bình này. Quá tàn nhẫn, quá độc hại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban trung ương thì bị ăn giật. Có gì có dân sống được không? Giờ nó lôi đồ, giờ nó lôi đồ lên xe. À, giờ chúng nó lôi đồ vô nhân dân lên xe đây. Đông quá anh vui nát đây. Không có hỏi. Nhớ tập liệu cho đổ hết của dân. Đang giữa nhà nó lôi đồ của dân lên xe thôi tới cái bọn quý nát.
ấy, còn quá suy nát hay vàng ác đang cái chế độ ta chưa từng thấy cái chế độ quá cuối lắm. Chế độ quá tàn nhẫn mà công an cũng tàn nhẫn, quá tàn nhẫn không thương hại dân. Đi mình ăn gì? Vừa rồi ta đi cũng được. Rồi, giờ tôi kết thúc ăn, cái bộ quá tươi nát rồi.